Hello em, thì hôm nay mình sẽ test cái bộ Agravix này trên cây con MT9 hay con 20 ha. Thì cái bộ full bộ cổ này nha, bộ cổ full này thì bên Sài Gòn Macbeth họ bán khoảng cỡ 21 triệu ha. Hình như mình nhớ như 21 triệu 500 200 gì đó. Ok, thì mình sẽ test cho anh em nghe âm thanh nó sẽ như thế nào ha. Cái này nó có một cái tiêu nữa, mình muốn nhỏ cũng được, và mình muốn âm thanh nó uy lực hơn thì cũng được nha. Ok, bây giờ sẽ bắt đầu cảnh cảnh.